Rồi như vậy chúng ta ví dụ 4 thì các bạn đều ra kết quả là cái gì? A bằng à? 1 mét trên giấy bình nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, các bạn muốn là bây giờ không phải muốn nữa mà sang định luật 3 luôn đi. 3 là 3 nhá. Định luật 3 Newton. Định luật này rất là hay này. Đấy, định luật này rất là hay mà tiếc là thằng Minh không ngồi đây. Yeah. Nếu mà thằng Minh ngồi đây anh sẽ thực hành định luật này cho nó xem. À, phát biểu nào. Một phát biểu luôn này. Thế là Newton nó sẽ phát biểu như sau là trong mọi trường hợp. Nhớ chưa? Trong mọi trường hợp phải khi vật A tác dụng lên vật B một lực. Phải vật B cũng sẽ tác dụng trở lại vật A một lực. Phải cũng tác dụng trở lại một lực. Hai lực này gọi là hai lực trực đối. Nhá. Vậy hai lực trực đối là như thế nào? Hai lực trực đối các bạn ghi rõ cái đoạn này ra. F AB thì sẽ bằng trừ F BA. Có hiểu không? Tức là vật A tác dụng lên vật B một lực thì sẽ bằng trừ của lực B tác dụng lên vật A một lực. Này cầm cái mic của anh làm gì? Anh đang tìm nó. Anh đang xem tìm để anh giảng hay đưa anh em. Quái thấy thứ tay anh lấy rồi tìm. Còn rơi chắc là do thằng Minh rớt xuống đất rồi. Đấy. Đầu tiên hai lực này sẽ là cùng phương các bạn nhá. Cùng phương cùng giá. Cùng độ lớn. Nhưng ngược gì các bạn? Ngược chiều. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm nữa mà các bạn phải hết sức lưu ý để màu đỏ ở đây luôn. Đó là nó tác dụng lên hai vật khác nhau. Tác dụng lên hai vật khác nhau. Nó sẽ tác dụng lên hai vật khác nhau. Đấy. Cái này là một cái ví dụ rất là đơn giản như sau. Đấy, anh mà đợi Minh lên đây là anh sẽ cho thực hành luôn. Không, anh xuống dưới anh thực hành cũng được. Bây giờ ví dụ nha. Đấy. Hôm sau anh sẽ cho các bạn sẽ học trợ giảng, sau cuối cùng về Minh bị ăn đấm. Là ví dụ 1. Các bạn đấm tay vào tường đi. Đấy, các bạn có đau tay không? Không ai. Luyện nhiều không bị đau đấy. Đấm bình thường, học vật lý bình thường mà đấm đi. Nơi vận đức thể hiện đấm không đau. Không đau đúng không? Đúng không? Mai thấy thằng Đức bó bột rồi. Nào các bạn hiểu câu chuyện chúng ta này. Nào, tay có tác dụng vào tường không? À, tay tác dụng vào tường một lực. Đấy, thì cái lực này gọi là F gì? FAB. Đấy, các bạn công nhận là các bạn đấm càng mạnh thì tay mình càng đau không? Đúng không? Thế thì lúc này tường cũng không chịu thua. Tường cũng sẽ tác dụng vào tay một lực. Đấy. Một lực tương tự. Đấy chưa?
Hiểu vấn đề chưa? Hiểu câu chuyện chưa? Đấy. Nên anh đợi thằng Minh ở đây là anh muốn đấm vào mặt nó. Thì lúc đấy anh bảo là mặt của nó cũng tác dụng vào tay anh một lực tương tự. Thế là thôi Huề đúng không? Anh em Huề đúng không? Tí anh em ra bài làm kèo Huề không Minh? Nào, bảo hai thầy trò thí nghiệm định luật. Thí nghiệm định luật 3 Newton. Đúng chưa? Đấy. À, thế này là thế nào? Tăng hai vài đồng kia mà ra. Đấy rồi, tập lên 3 đấy. 3 rồi. Rồi, các bạn hiểu vấn đề chưa? Vài đồng kia ra. Tí nữa chúng ta sẽ ví dụ sau. Nào, ghi cho anh số 2, lực và phản lực. Lực và phản lực. Lực và phản lực, thấy chưa? Lực và phản lực. Đấy. Luôn xuất hiện thành từng cặp. Đấy. Luôn xuất hiện thành từng cặp. Thành từng cặp. Đấy. Tức là nó sẽ làm sao? Mở ngoặc, tức là nó cùng xuất hiện và cùng mất đi. Được chưa? Cùng xuất hiện và cùng mất đi. Đấy. Cái tờ hôm qua của Giang này, mình quên rồi. Đưa dọn ra. Được chưa? Đấy. Cùng xuất hiện và cùng mất đi. Các bạn hiểu lúc các bạn đấm vào tay vào tường ấy thì tường nó tác dụng đồng thời luôn. Các hiểu không? Đấy, nó sẽ xuất hiện trong cái thời điểm khoảnh khắc đó thôi. Lúc các bạn rút tay ra nó cũng không tác dụng nữa rồi. Đúng không? Đấy. À, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta phải nhớ này. Đó là lực và phản lực. Lực và phản lực. Lực và phản lực. Tác dụng theo một đường thẳng. Tác dụng theo một đường thẳng, phẩy cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Và cái đặc điểm số 3 chúng ta sẽ phải ghi đó là hai lực này không cân bằng nhau. Nhá. Đấy, hai lực này không cân bằng nhau. Và cái số 4 đó là hai lực này là thuộc cùng một loại. Mày nó nghịch cái gì ấy? Chắc nó đang nghịch cái gì ấy? Mày có bút, mày đưa bút đây. Đưa bút đây em. Chúng nó là mày mấy cái này nghịch chưa? Mày có ngồi hẳn ra đây mình ấy không? Không biết mất thời gian. Ừ, có chắc chắn. Cái màu đen nó đang để nữa. Điện thoại nữa này. Cơ chứ. Anh cứ lúc em ấy. Là gì? Đấy, con mũi. Mày mũi. Còn cái bút của cái này thôi. Mình cầm ai? Mình là thằng Đức. Đâu. Mất thời gian đấy nhở? Thằng sau mới thằng này ngồi dịch xa ra nhá, ngồi xuống cuối lớp đi. Nào, cái cuối cùng các bạn ghi cho anh đó là hai lực này cùng thuộc cùng một loại nhá. Đấy, hai lực này không cân bằng này, hai lực này thuộc cùng một loại. Đấy, cùng một loại lực, nhá. Cùng một loại lực. Ví dụ chúng ta thấy là lực ma sát thì hai thằng cùng là lực ma sát, lực đẩy thì hai thằng là cùng là lực đẩy, ví dụ thế. Nhá. Để anh xem một cái ví dụ gì hay hay cho các bạn không? Hay là thí nghiệm lên Minh. Thí nghiệm lên Minh Minh nào anh? Minh nào càng gần thì tiện tay rồi. Ngô Minh Tấn. Thí nghiệm lên anh điện tử. Ví dụ 1 nhá. Hãy chỉ ra
Ừ, thằng đấy láo lắm rồi. Hãy chỉ ra cặp lực và phản lực trong các trường hợp sau. Câu A. Nào đang giờ lý em ơi. Một là dùng búa đóng đinh vào gỗ. Cái này hơi dối này, dùng búa đóng đinh vào gỗ. Đấy thì cặp lực sẽ là như thế nào đây? Lực bây giờ búa sẽ tác dụng vào đâu? Một là lực này, và phản lực này. Đinh đinh tác dụng vào gỗ, đinh. Đầu tiên là búa tác động vào gì? À, búa tác dụng vào đinh. Các phản lực là gì? Gỗ tác động vào. Đấy, thấy chưa? Câu chuyện đấy giờ nó búa tác dụng vào đinh. À, phản lực là đinh tác dụng vào gỗ hay là gỗ tác dụng vào đinh nào? Nó là đinh vào búa. Trong cặp tiếp theo là đinh vào gỗ, và cặp ngược lại sẽ là gì? Gỗ vào đinh. Đấy, nó phải như thế. Thấy chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đây, một ví dụ rất hiển nhiên này. Chân ta đạp vào mặt đất để bước đi. Cảm giác rất là hiển nhiên. Bảo giả cho bạn Giang ngáo này. Học ngay trong đến lúc sau nhá, không bao giờ hỏi một bài gì anh trả lời cho mày được. Anh dạy mình có nghe đâu. Em có nghe. Nghe cái gì nghe, xong đi hỏi toán này. Anh nghe hiểu rồi đấy. Nào, chân đạp vào mặt đất để bước đi. Thế các bạn thấy là chân mình sẽ tác dụng vào gì? À, chân tác dụng vào đất. Và mặt đất sẽ tác dụng ngược. Ngược lại vào chân để đẩy chân mình đi. Hiểu câu chuyện không? Thế thì các bạn thấy trong trường hợp nào mình tác dụng vào mà nó lại không tác dụng ngược lại? Các bạn bước xuống nước rồi xem nó có tác dụng ngược lại không? Nó phân cái lực của các bạn về mọi hướng luôn. Có hiểu không? Hay các bạn bước vào đống cát lún này, đầm lầy này, hoặc đơn giản nhất là các bạn ra bể bơi, các bạn thử bước một bước xuống nước, nó có tác dụng lại chân của các bạn được một đường như tương tự đâu? Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Đấy. Thấy chưa? Đấy, được chưa? Đấy. Học Chaka trong không có trong khái niệm của ba định luật Newton nhá. Đấy. Rồi, ví dụ 2 nào. Đấy, thì các bạn thấy này, cái định luật 3 này nó sẽ ít bài tập hơn định luật 2. Tuy nhiên nếu đã dính vào bài tập thì hầu hết nó là khó, bởi vì nó sẽ phải kết hợp rất nhiều thứ vào. Ở đây thì anh sẽ cho các bạn là mấy cái ví dụ để giải thích, trong tí có cả ví dụ về tính toán. Nên các bạn hết sức phải cẩn thận, không thì mất gốc như chơi ấy. Nhá. Về nhà thì các bạn có nhẹ nhàng 40 bài thôi. 40 bài. 40 bài, 40 câu. 40 câu trắc nghiệm thôi. Về nhà thì có bạn không. Ví dụ 2. Xét trường hợp con ngựa kéo như hình bên. Đấy. À, chúng ta thấy ngựa kéo xe. Ngựa kéo xe, thấy hình vẽ chưa? Khi ngựa kéo một lực lên xe, định luật 3 Newton sẽ xuất hiện, phản lực có cùng độ lớn theo hướng ngược lại. Vậy tại sao xe vẫn chuyển động về phía trước? Giải thích. Nào. Các có hiểu không? Con ngựa kéo cái xe. Đúng không? Thì cái xe cũng tác dụng lên một con ngựa một lực tương tự. Thì tại sao nó lại không đứng yên mà xe vẫn chạy được? Xe
Nào, đầu tiên là cái lực này và cái phản lực này. Nào, đầu tiên các bạn thấy này, lực đầu tiên là lực ngựa kéo và tác dụng vào xe đúng không? Em nghĩ con ngựa nó kéo kể cả không có xe nó kéo được không? Không có bánh nó kéo được không? Nó vẫn kéo được. Và cái thứ hai là xe tác dụng vào ngựa. Không nghe đâu, cứ cười. Nào, bây giờ các bạn này, ví dụ với lực của cả lớp mình mà các bạn đấm vào tường, đấm vào bức tường này, các bạn thấy có thấy đau tay không? Có. Đúng không? Đấy. Có thấy đau tay không? Có. Cái câu chuyện ở đây là gì? Là thứ nhất là câu chuyện thứ nhất là tức là ngựa vào tác dụng vào xe một lực như thế, đúng không? Một lực ép. Thì cái ép này nó đủ lớn để làm xe chạy. Nhưng cái lực ép này nó không đủ lớn để kéo con ngựa ngược lại. Để kéo con ngựa ngược lại. Các bạn hiểu câu chuyện không? Nó cũng giống như chúng ta đấm vào tường ấy. Cái lực của chúng ta đấm vào tường, đúng không? Nó không đủ để bức tường nó xê dịch. Đấy, nhưng mà cũng cái lực đấy của tường tác dụng vào tay ta đủ làm tay ta đau. Có hiểu vấn đề không? Đấy. Giống như kiểu là nếu cú đấm này vào mặt thằng Minh ấy, đúng không? Đấy, có thể là nó đủ làm thằng Minh nó đau, nhưng mà cái lực của cái má thằng Minh mà nó tác dụng vào tay ấy, nó có thể không đủ làm tay bị tổn thương. Có hiểu vấn đề không? Tức là mình sẽ phải xác định rất rõ là cái lực đấy nó đủ làm cái gì. Có hiểu không các bạn? Hiểu câu chuyện không? Có thằng Minh cho này, anh thả vào mồm nó này, nó nhét vào mồm nó. Mình đây đấy. Thì Phong giữ cho anh thằng này nhá. Ok. Thấy láo này. Quá láo rồi. Ok. Thằng này anh bỏ là 500.000 tiền công mà không nhét nổi con ruồi vào mồm thằng này với cả đội lớp mình. Nào, xong chưa? Nào, ví dụ 3 đấy. Nào, giải thích nha, vẫn là bài giải thích. Nào, một người kéo dây để giữ từng hàng như hình 1 đấy, bạn nhìn thấy kéo dây không? Trên hình đã biểu diễn hai lực, đó là lực P và lực kéo N. Đấy, các bạn nhìn thấy lực P và lực kéo N chưa? Chỉ ra lực còn lại tạo thành cặp lực và phản lực theo định luật 3 Newton. Nêu rõ lực mà lực đó tác dụng. Ok. Biểu diễn các lực lên thùng hàng, biểu diễn các lực tác dụng lên người. Ở đây người ta đã cho chúng ta tận hai cái dữ kiện rồi. Thế thì ở đây anh sẽ vẽ người thì hơi khó, nhưng vẽ thùng hàng thì vẫn vẽ được, đúng không? Thế các bạn tưởng tượng là cái thùng hàng ở đây thì nó sẽ chịu tác dụng của hai lực, là lực gì các bạn này? Một là gì? À đúng rồi, trọng lực P, và cái thứ hai sẽ là lực căng dây. Đúng rồi, lực căng dây T. Đấy. Hiểu vấn đề chưa? Sau đó thì nó sẽ được vòng qua một cái dòng dọc ở đây, người ta giữ như này. Đấy, thế thì người ta vẽ ở đây là cái gì đây? Người thì vẽ được, nhưng mà vấn đề ở đây anh nhìn sang ở đây tay giữ này đúng không? Đâu à? Quay, cái lại cái đầu.
Được chưa? Được chưa? Cơ bắp, cơ bắp. Ôi trời. Được chưa? Đấy, phiên phiên thế, được chưa? Đấy. Thế giờ cái N này nó ghi như nào, nó vẽ như nào nhỉ? Nó chắc chắn là có cái lực căng dây T ngược lại như này không? T kéo đây thì nó phải có cái T như này chứ. Đây là T1, đây là T2 chứ. Có hiểu không? Đấy. Và nó sẽ đối nghịch với nó là sẽ là cái cặp gì đây? Lực N như này. Hiểu câu chuyện không? Đấy, kéo dây nó kéo căng như này. Đấy. Thế như vậy là bảo là chỉ ra những cặp lực còn lại và chỉ rõ đâu cặp lực phản lực này, đúng không? Cặp thứ nhất. Cặp 1 là gì? P và gì? T. T1. Cặp 2 là gì? T2 và N. Ok chưa? Đấy, biểu diễn xong rồi. Thế là xong ví dụ 3 thôi. Vẽ hình vào vở. Ây da. Rồi thì anh sẽ đi kiểm tra vở các bạn vẽ đẹp nào. Xong chưa, xong chưa? Vẽ đi. Xong chưa, xong chưa? Thằng Minh này đi học kiểu gì đây? Anh gửi hình cho về cho phụ huynh. Học sinh học áp lực quá. Thank you.
Các bạn xong chưa, để chúng ta còn sang một bài tính toán rất phức tạp đấy. Em đồng đại hiểu. Mẹ không chưa chưa? Cái tay này xong rồi. Nó cứ yêu yêu Việt này. Vật lý, em yêu vật lý ạ. Đây này, trời ơi. Nào. Này, cứ đúng như vẽ của em mày hả? Em vẽ đâu? Đây anh. Đây, thằng Minh cho vẽ vào hình chưa? À, xong chưa, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sang ví dụ 4 nhá. Ví dụ 4 thì chưa cẩn thận vào, bởi vì đây là phần bài tập nhá. Có tính toán nhá. Tóm tắt theo anh nào. Nhớ hôm nay thằng Huy Minh không ghi bài nhá. Đấy. Vở ghi đâu? Nằm như thế ghi cái gì? Cái vở là chỉ ghi kiểu ghi lùi yêu đấy. Tao đã qua thấy cái hộp này khối lượng là bao nhiêu đấy các bạn? Huy, thằng Nhật Minh là không thể chấp nhận được. M bằng bao nhiêu đây? 3,2, tức là các bạn tưởng tượng nó đẩy cái hộp gỗ này trượt bằng một cái thanh sắt 3,2 kg. Đấy, vật chuyển động từ trạng thái đứng yên, tức là V0 bằng mấy? V0 bằng 0. V0 bằng 0. Một đoạn 77 cm, tức là D bằng 77 cm, các bạn đổi giúp anh luôn à. Thì sẽ bằng 0,77 m. Trong thời gian T bằng 1,7 giây, với gia tốc A thì không đổi. Đấy. Câu A nó bảo chỉ ra các cái cặp lực và phản lực theo phương ngang. Đấy. Thì các bạn thấy ở đây tay đẩy cái thùng thì chúng ta sẽ có những cái cặp lực nào? Thứ nhất là tay tác dụng vào thanh sắt, đúng không? F đẩy của thanh sắt. Đấy, thế thì thanh sắt này có đẩy ngược lại cái thằng tay không? Có, ok. F sắt 1. Thế cái sắt này có đẩy vào cái thùng không? F sắt 2. Cái thùng này có tác dụng ngược lại không? F thùng, hiểu vấn đề không? Đấy, thì mình trả lời là các cặp này, cặp 1 nó là tay tác dụng vào thanh sắt. Đấy, và lực là thanh sắt tác dụng vào tay. Đấy, B cặp 2 nó là thanh sắt tác dụng vào đâu? Anh sẽ ghi tên hết những cái đứa mất trật tự vào để sau bảo tại sao phụ huynh và tại sao học kém, thì anh có cái ok, bạn Minh cứ cảm thấy mất trật tự được. Thì một, anh có hai lý do. Một là chỉ cần ảnh hưởng đến các bạn khác.
Và anh có hai cái luật, một là ảnh hưởng đến bạn khác và hai là tự bạn đi kém thì thôi. Thằng Minh này là thái độ rất là kém. Cả hai. Nào, thanh sắt tác dụng với thùng và ngược lại là thùng sẽ tác dụng lên, đúng rồi, thùng tác dụng lên thanh sắt. Rồi, ok, ý B này. Thì B nó bảo là tay sẽ tác dụng lên thanh sắt với một lực là bao nhiêu, sau đó là thanh sắt sẽ đẩy vật một lực là bằng bao nhiêu, và một cái nữa là gì, một cái nữa là gì, thanh sắt sẽ đẩy vật với một lực là hợp lực của thanh sắt. Đấy, bài này trình bày rất là phức tạp, đợi anh một chút nha, để anh sẽ lấy nó đi. Bài này là phải trình bày hơi căng rồi. Ủa, cái này là anh quên không ấy nhỉ? Vẽ minh họa thôi, ai bắt vẽ đẹp đâu. Đây là sách full. Đây. Đây, được chưa? Đấy. Các bạn lưu ý là cái phần hình như in ra nó bị mất mất cái khối lượng M. M có 33 không? À rồi rồi rồi, ok, bài này bị lỗi này, tức là trong cái phần in ra nó bị lỗi một chút. Tức là chúng ta sẽ có M của vật ở đây là bằng 33 kg M vật nhá. Còn M này là M sắt. Giờ bạn sửa cho anh cái phần đấy. Đấy, thế thôi. Một vật có khối lượng là 33 kg được đẩy trên một mặt không ma sát bằng một thanh sắt có khối lượng M bằng 3,2 kg. Câu này sẽ cực kỳ khó nếu các bạn mất tập trung nhá. Hiểu không? Các bạn thêm cho anh cái phần dữ kiện đó là M của cái thùng ấy nó bằng 33 kg. Nhớ chưa? M của cái thùng. Đấy, biết ở đây đang dùng cái từ thùng. Đấy. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Nào, tập trung nhá. Câu này là ví dụ quan trọng. Đấy, các bạn nhìn thấy bài nó rất là phức tạp. Đầu tiên này. Cặp lực thứ nhất các bạn nhìn thấy này, đó là tay tác dụng lên sắt. Và cái lực thứ hai là sắt tác dụng lên tay, ok chưa? Cái lực thứ hai, cặp lực thứ hai đó là lực do sắt tác dụng lên vật và vật tác dụng lên sắt,
thì các bạn đặt tên cho nó dễ. Tay xác dụng lên sắt là F1. F1. Đấy, các bạn ở đây ghi là FD đúng không? Thì các bạn sửa cho anh thành F1 đi. Gọi là sửa cho F1 cho nó dễ gọi. F1. Thế thì thằng thanh sắt tác dụng vào tay là F gì? F1 phẩy. Được chưa? Tương tự như vậy là sắt tác dụng vào thùng là F gì? F2. Và thùng tác dụng lên ngược lại sắt là F gì? F2 phẩy. Đấy, các bạn đặt tên cho anh nó đúng theo cái đáp án cho nó dễ. Đấy. Được chưa? Sửa cho anh cái đấy chưa? Đấy, đặt tên nó thế. Thêm thôi, cũng không? Thêm thôi, còn sửa là sửa cái hình vẽ. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tính này. Đấy. Đầu tiên, ta sẽ quan tâm đến là gia tốc của thanh sắt. Đấy, gia tốc của thanh sắt và vật. Đấy. IB đầu tiên ta quan tâm đến gia tốc của thanh sắt và vật, đúng không? Thì nó bằng như nhau. Đấy. Thì chúng ta sẽ có công thức là quãng đường hay là S hay D bằng S bằng V0T cộng AT bình chia 2. Và chúng ta sẽ thay số vào. S bằng bao nhiêu? 0,77. V0 có phải bằng 0 không? Đẩy không vận tốc ban đầu đúng không? Đấy. Thì có A thì đang đi tìm. Nhân với thời gian T là 1,7 bình phương chia 2. Đấy. Thì các bạn dễ dàng tìm ra được A bằng bao nhiêu các bạn? Dễ tìm ra được A bằng bao nhiêu?